là giường của Dr. Khỏe đây sao? Cũng được đó. Tên kia, ở đâu tới đây? Liêu. Cái tên kia, hỏi tại sao không trả lời? Còn Liêu Liêu hả? Ôi, sao đánh vậy? Quá, vui quá kìa. Hai bạn nhỏ đang chơi rượt đuổi ngoài kia. Hay là mình ra xin chơi cùng ta? Ôi, phải dùng tuyệt chiêu cuối mới được. Định dùng ám khí bỏ trốn hả? Dâu hả? Ta cũng có vậy. Hai đứa vui quá vậy. Chơi chị chơi với nha. Ui da. Hả? Ai chơi đổ dầu ra đầy đường vậy này hả? Chết ngươi rồi. Ta không cần xử ngươi. Để chị Vân Trang xử còn ác hơn nữa. Chúc mừng nha. Là tên lạ mặt đây nè. Xử nó đi chị Vân Trang. Nè, nói cho chị biết em là ai. Sao gì chơi gì kỳ cục vậy? Em là Liêu Liêu. Em quá đáng dữ lắm rồi đó nha. Em đổ dầu hại chị té, còn Liêu Liêu chị nữa. Em tên Liêu Liêu. Em muốn chị quýnh đòn em phải không? Em quá quắt lắm rồi mà. Sao Liêu Liêu hoài vậy? Ôi, sao mới đáp xuống đây? Ai cũng đòi đánh mình hết vậy. Chuyện gì mà đánh đấm ở đây? Dr. Khỏe coi đó. Cái tên này từ đâu tới mà cứ ô Liêu Liêu Vân Trang hoài hả? Hiểu lầm. Không phải Liêu mà là Liêu. Em ấy là trái ô liêu đó. Trái mà Vân Trang chuyên dùng để làm đẹp đó. Ra đây là trái ô liêu hả? Thì ra em làm ra cái dầu ô liêu phải không? Em là trái ô liêu dùng để ép dầu đấy mà. Ồ, thì ra đây là ô liêu. Nhưng mà Dr. Khỏe tìm ô liêu để làm gì? Làm đẹp hả? Thì cũng một phần. Ta phải chăm sóc da chứ. Mà Vân Trang thừa biết là dầu ô liêu sẽ giúp trẻ hóa làn da rất là tốt mà. Vân Trang biết chứ. Biết dầu ô liêu có tác dụng là trẻ hóa da nè. Ngăn ngừa lão hóa da. Ngăn ngừa những nếp nhăn và những vết rạn da nữa đó. Trong dầu ô liêu chứa axit béo omega 3, vitamin A và E, có đặc tính dưỡng ẩm và chống lão hóa, khiến làn da tươi tắn, trẻ trung. Vitamin K chứa trong dầu ô liêu cũng giúp giảm tình trạng mụn trứng cá và hỗ trợ chữa trị các vết rạn da. Tinh chất tự nhiên trong dầu ô liêu còn kích thích sự tổng hợp collagen và elastin giúp da khỏe mạnh. Lại thêm các chất béo không bão hòa, rồi các khoáng chất nữa chứ. Hèn chi mình sử dụng dầu ô liu để chăm sóc da sẽ làm cho làn da của chúng ta đẹp lên tuyệt vời luôn. Mà chẳng lẽ Dr. Khỏe chỉ vì nhan sắc của mình mà gọi con bay từ vùng Địa Trung Hải bay qua đây hả? Tất nhiên là còn nhiều việc cần nhờ con lắm. Nói như Dr. Khỏe thì có nghĩa là ngoài tác dụng ngăn ngừa lão hóa cho da thì dầu ô liu còn có tác dụng nào khác nữa hả Dr. Khỏe? Từ từ đã. Cho ô liu thư thả chút đi, rồi hôm sau bàn tiếp. Đúng rồi đó. Hồi sớm giờ bị chị Vân Trang và Dừa hùng muốn rớt tim luôn rồi. Trời ơi, hiểu lầm thôi mà. Ghim vô bụng làm gì cũng biết nữa. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Chào tạm biệt quý vị khán giả của chương trình Dr. Khỏe nha. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Nhớ đón xem em nha. Yêu mọi người. Tạm biệt.